Chào các bạn, cũng là chủ đề về những bánh răng cyclic. Hôm nay tôi sẽ làm một cách khác, là tôi sẽ không có link qua cái ATP và import nữa, mà tôi sẽ đưa trực tiếp cái gì tôi có vào cái phần lệnh sketch của trong Creo. Và khi đó thì mình sẽ không cần cái những cái dòng lệnh dài dòng ở đây nữa, có thể xóa hết đi nhá. Còn delete đi nè. Và khi mình đưa vào dữ liệu trong cái thằng sketch của Creo á, thì cái tọa độ điểm yêu cầu mình là có ba tọa độ x, y, z, mà đây mình chỉ có x, y thôi. Thì bạn thêm tọa độ z vào, các bạn gỡ z nha, z tương nhiên theo y rồi. Các bạn cho tất cả là bằng không hết nè. Sau đó đương nhiên ở đây các bạn phải thêm tọa độ z cho nó là x, y, rồi mình phải là phải z. Mặc dù z nó bằng không các bạn, tại vì mình là đường cơ phẳng, nhưng mà buộc phải có nó mới hiểu, không nó sẽ không hiểu. Và đương nhiên do mình chỉ có cái đường curve không thôi, cho nên mình sẽ bỏ những cái curve header này đi nha. Các bạn thể xóa nó đi nè. Này các bạn xóa đi, em không cần anh này nữa. Rồi stack cũng không cần luôn, tại vì stack là mình ghép hai cái lại với nhau, không còn một cái không cần ghép nữa, mình bỏ luôn. Và ở đây cái tên file của nó không phải là IBL nữa, mà nó sẽ là kiểu như là BTS. Rồi các bạn cũng gõ đây nha. Ví dụ tôi ở đây tôi chọn là cái đuôi tôi là đuôi là BTS. Rồi ở đây đương nhiên cũng là BTS. BTS nha. Rồi sau đó các bạn sẽ có cái file BTS này đây. Tại đây nó sẽ có 3 tọa độ là x, y, z. Mặc dù mình chỉ xài x, y thôi, z tất cả bằng không hết, các bạn thấy không? Tất cả bằng không hết nè. Rồi bây giờ trong Creo mình xài làm sao? Các bạn mở Creo lên, chọn lên Extrude. Rồi các bạn cũng lại vẽ nha. Ở đây các bạn vẽ trước một cái UCS, tại vì cái lệnh SPLine của mình á, nó cần một cái UCS khi mình chỉnh sửa nó. Các bạn vẽ đại đây, bất kỳ các bạn, không còn quan trọng kích thước. Rồi ở đây thì cũng không nên như vậy, mà để cho nó hiểu không nha. Các bạn double click cho đây cái nè. Rồi các bạn chọn cái menu file, mình chọn cái UCS của mình là cái anh mình mới vừa vẽ xong nè, anh này. Sau đó mình cũng là open. Nó báo, các bạn thấy nó báo cái này nó có liên kết với cái thước rồi, cho các bạn bỏ đi nha. Các bạn đừng có để nó có liên kết cái thước như vậy, các bạn bỏ đi. Các bạn vẽ lại một cái đường mới, đừng cho nó ràng một cái thước vào đây như thế này đi. Đó rồi các bạn double click vào nó, các bạn chọn file nè, chọn UCS mình mới vừa vẽ chính là cái anh này. Sau đó mình mở cái file BTS của mình ra, nó báo số điểm không trùng nha, tại vì mình vẽ có 4 điểm thôi, trong khi thực sự là cái file tới 2000 điểm lận. Các bạn cứ z đi cho nó. Rồi các bạn thấy đây, mình sẽ có một cái tọa độ điểm thế này. Và sau đó thì mình ok. Rồi sau đó mình đồng ý. Các bạn thấy đây, mình cũng có ngay một cái bánh răng cycloid, và lúc này mình không cần phải dùng cái bước là link qua bên chức năng import, rồi mình dùng chức năng là ATP. Trong trường hợp các bạn muốn sửa lại, các bạn cũng chỉ cần là qua bên đây, các bạn sửa cái số răng lại. Ví dụ như tôi muốn bây giờ anh này là 13 răng chẳng hạn. Đấy, tôi sẽ sửa lại như vậy, xuất một cái file mới, rồi các bạn cũng vào lại cái môi trường này, các bạn import lần nữa vẫn ok. Rồi cảm ơn các bạn.